Huyện ủy Vũ Quang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo 35 huyện Vũ Quang đã tham mưu cho cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và đấu tranh trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt trên không gian mạng được tăng cường. Tích cực chia sẻ các tin bài phản ánh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, của huyện và những gương người tốt việc tốt trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị,